Bạn đang xem bức chân dung đầy đủ nhất về mặt trời cho đến nay. Rất may, ngôi sao mẹ 4,5 tỷ năm tuổi của chúng ta đã không sử dụng bất kỳ loại trang điểm nào để chỉnh sửa màu sắc bề mặt của mình trước buổi chụp ảnh này. Và bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu bề mặt của mặt trời một cách chi tiết. Hình ảnh mang tính biểu tượng này được chụp vào tháng 3 năm 2022. NASA muốn hiểu rõ hơn về hành vi của mặt trời, tác động của nó đối với sự sống trên trái đất và tất nhiên là cả tương lai của công nghệ vũ trụ của chúng ta. Để làm được điều này, họ đã cho phóng đi vệ tinh Đài quan sát động lực học mặt trời, gọi tắt là SDO, vào tháng 2 năm 2010. Bức ảnh huyền thoại này được chụp vào thời điểm 12 năm sau khi SDO ở giữa trái đất và mặt trời. Các nhà khoa học phải tập hợp 25 hình ảnh riêng lẻ lại với nhau, giống như trò chơi xếp hình vậy. Cuối cùng chúng ta có được bức ảnh chứa 83 triệu điểm ảnh. Đúng thế, độ phân giải này tốt hơn khoảng 10 lần so với màn hình TV 4K ưa thích của bạn. Hãy nhìn vào hoa văn giống như bánh quy tuyệt vời này. Thông thường, bề mặt sáng của mặt trời khiến nó bị lu mờ khi chúng ta quan sát mặt trời từ trái đất. Rất may, NASA đã khám phá ra ánh sáng vượt ngoài ngưỡng nhìn thấy được. Điều này cho phép khám phá một số chi tiết vô hình trên khuôn mặt mặt trời. Khi điều chỉnh ảnh tự chụp của mình bằng các bộ lọc và hiệu ứng, bạn có thể có được những bức ảnh chân dung hoàn toàn khác, làm nổi bật các điểm khác nhau trên khuôn mặt, ngay cả những đặc điểm bạn thậm chí còn không biết là chúng có tồn tại. Chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc tương tự ở đây. Tất cả những quả cầu plasma này đều là những bức ảnh giống nhau về mặt trời được chụp ở các bước sóng điện từ khác nhau. Những điểm và hoa văn chụp được có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn một chút về các sự kiện xảy ra bên dưới lớp bề mặt của mặt trời. Ở tốc độ ánh sáng có nghĩa là siêu nhanh. Nhưng tia nắng vàng hồng mơn trớn má bạn lúc bình minh này đã đi một chặng đường dài và vô cùng xa xưa, theo tiêu chí của con người. Các photon do lõi mặt trời tạo ra phải mất từ 10.000 đến 170.000 năm để truyền qua bầu khí quyển của ngôi sao, và sau đó mất thêm khoảng 8 phút nữa để đến trái đất. Vậy hãy cùng khám phá xem điều gì khiến chúng mất thời gian nhiều đến vậy. Chuyến tham quan của chúng ta bắt đầu với tầng trên của bầu khí quyển mặt trời. Bạn có nhớ các vị thần mặt trời trong các bộ phim và vở kịch không? Họ thường đội những chiếc vương miện sang trọng có tia vàng. Chà, mặt trời cũng có một vầng hào quang lạ mắt, đó là lớp bên ngoài bầu khí quyển của nó. Nhưng tất nhiên, kích thước và ánh hào quang của nó không thể so sánh được với những chiếc vương miện đạo cụ bằng nhựa kia. Và hình dạng của nó cũng không ổn định lắm. Vành nhật hoa là một lớp vỏ khí bao bọc ngôi sao mẹ của chúng ta, nên kích thước và hình dạng của nó liên tục biến động dưới tác động của từ trường mặt trời. Bạn có thể nhận ra vành nhật hoa này bằng mắt thường từ trái đất trong thời gian nhật thực toàn phần. Nó trông giống như một bức xạ cực mạnh đẹp xung quanh đĩa mặt trời. Bản thân đĩa này bị mặt trăng che mất hoàn toàn. Vành nhật hoa trải dài 8 triệu km phía trên bề mặt mặt trời, trong khi hành tinh xanh của chúng ta chỉ có đường kính khoảng 13.000 km. Vì vậy, một tia nhật hoa tương đương với một hàng khoảng 625.000 hành tinh có kích thước bằng trái đất. Và đột nhiên, mọi vấn đề của tôi bắt đầu trở nên nhỏ bé biết bao. Đây là một sự thật thú vị khác. Vành nhật hoa của mặt trời không tuân theo các định luật vật lý đã biết vì nó nóng hơn mức cần thiết. Nhiệt độ của nó đạt tới 1 triệu độ C, trong khi bề mặt mặt trời chỉ khoảng 5.000 độ C. Mặc dù từ chỉ không phù hợp ở đây vì mức này vẫn là siêu nóng đối với con người. Thông thường nhiệt độ có xu hướng giảm đi khi bạn di chuyển xa nguồn nhiệt hơn, nhưng ở đây mọi thứ lại không như vậy. Các nhà khoa học vũ trụ vẫn đang bối rối khi cố gắng tìm câu trả lời cho bí ẩn này. Rất may, bức ảnh chụp gần đây cho phép chúng ta khám phá những gì đang diễn ra bên trong thứ nóng bỏng khổng lồ này mà không gặp phải nguy cơ bị mất thị lực. Lấy những điểm sáng tuyệt đẹp này làm ví dụ, chúng thể hiện các cơn bão mặt trời xảy ra dưới lớp nhật hoa. Bão mặt trời là vụ nổ mạnh xảy ra khi từ trường va vào nhau. Khi điều đó xảy ra, chúng thay đổi hình dạng và nhanh chóng sắp xếp lại. Những trường này phát sinh từ plasma, bản thân nó rất hỗn loạn. Vì vậy, những sự kiện này không có gì đáng ngạc nhiên đối với kiểu thời tiết trên đó. Ai mà ngờ rằng mặt trời cũng có những đốm đen trên da giống như con người. Những vùng tối hơn này được gọi là lỗ vành. Người trên trái đất có thể trải nghiệm tác động của chúng khi quan sát ánh sáng cực quang tuyệt đẹp ở các vùng cực. Các lỗ vành nhật hoa trông tối hơn vì plasma ở những điểm này mát hơn, ít đậm đặc hơn và hở về mặt từ tính. Những điều kiện này cho phép gió mặt trời thoát ra ngoài hệ mặt trời thay vì lơ lửng trên bề mặt mặt trời. Và khi chúng va vào từ quyển trái đất, các cực quang xuất hiện làm mê hoặc đôi mắt chúng ta. Ơn trời các từ quyển đã làm dịu đi những cơn gió mặt trời. Không ai muốn mắt mình bị tan chảy, phải không? Bây giờ, nếu chúng ta đang tìm kiếm sự tương đồng với sợi tóc của mặt trời, thì ứng cử viên sáng giá nhất sẽ là các ngọn lửa của mặt trời. Những vòng plasma sáng lớn này phát ra từ bề mặt mặt trời và kéo dài hàng ngàn km vào không gian. Tuổi thọ của chúng thay đổi từ vài ngày đến vài tháng. Đó là một trong những sự kiện phổ biến nhất ở khu vực này.
Mặc dù mô tả chi tiết đầu tiên về ngọn lửa của mặt trời có từ thế kỷ thứ 14, các nhà khoa học hiện đại vẫn đang nghiên cứu cách thức và lý do chúng được hình thành. Đi sâu hơn vào bên trong, chúng ta đang đến với khu vực chuyển tiếp. Độ dày của lớp này là khoảng 100 km và thời tiết ở đây là không thể tưởng tượng được. Nhiệt độ có thể tăng lên tới 500.000 độ C. Lớp chuyển tiếp nằm giữa vành nhật hoa và vùng cuối cùng của bầu khí quyển mặt trời, gọi là sắc quyển. Nhân tiện nói về sắc quyển, chào mừng bạn đến điểm dừng tiếp theo của chúng ta. Vùng sắc quyển nổi tiếng với một bí ẩn khoa học gọi là gai, tiếng Anh là spicule. Nói theo tôi nhé, spicule. Thật thú vị phải không? Những tia plasma ngoạn mục giống như cỏ này bắn lên từ bề mặt mặt trời và đạt tốc độ xấp xỉ 100 km một giây. Như thể chúng đang nhảy trên tấm bạt lò xo từ bề mặt mặt trời. Mỗi gai tồn tại trong vài phút ngoài vũ trụ trước khi rời trở lại bầu khí quyển mặt trời. Các phi hành gia đang gặp khó khăn khi cố gắng giải thích làm thế nào các hạt tích điện từ có thể thoát khỏi lực hấp dẫn khổng lồ của mặt trời trong khi ở rất gần nó. Câu trả lời khả dĩ được đưa ra vào năm 2017. Một nhóm các nhà khoa học phát hiện ra rằng các hạt trung tính cung cấp cho các hạt tích điện từ thêm lực nổi để thoát khỏi lực hấp dẫn mặt trời trong một thời gian. Điều này hay hơn lời giải thích của anh họ tôi là những suy nghĩ hạnh phúc và bụi tiên. Đúng thế. Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục và du hành 1.700 km vào bên trong sắc quyển để cuối cùng đến được bề mặt mặt trời, quang quyển. Nó dày khoảng 400 km. Nhưng không giống như trái đất, bề mặt của mặt trời không rắn chắc hay ổn định chút nào. Nhiệt độ ở đây nóng đến mức điên rồ và chẳng vật chất nào có thể tồn tại. Mặt khác, các nhà khoa học thường gọi plasma là trạng thái thứ tư của vật chất. Tại sao không chứ? Nó được tạo thành từ các nguyên tử bị ion hóa và các electron tự do. Vì vậy, nó xứng đáng được chú ý. Vậy chú ý chuyện gì? Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tình cờ gặp nền văn minh của những người plasmoid. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên bỏ qua những cái ôm chào đón ấm áp của họ. Bạn biết đấy, quá là nóng, nóng, nóng. Dù sao thì quang quyển là điểm dừng cuối cùng của chúng ta. Bởi vì loài người không có công nghệ để khám phá mặt trời sâu hơn. Vì vậy, nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn sẽ phải phát minh ra tàu vũ trụ của riêng mình. Nhưng điều đó thật lãng phí thời gian. Bạn chỉ có khoảng 7 đến 8 tỷ năm. Sau đó, mặt trời của chúng ta sẽ biến mất theo ước tính của các nhà khoa học. Thực ra, chính những nhà khoa học đó sẽ là người biến mất trước. Tuy nhiên, bạn có một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA là nhà đương kim vô địch cho chuyến đi sâu nhất vào mặt trời. Con tàu vũ trụ này đã di chuyển được 7,3 triệu km từ bề mặt tới lõi của mặt trời vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Và sau đó, Parker Probe lặp lại kỷ lục của chính mình một lần nữa vào tháng 12 cùng năm. Vậy tại sao nó không tan chảy? Có phải bạn định hỏi tôi như thế phải không? Tàu thăm dò được thiết kế để chịu được các điều kiện cực kỳ khắc nghiệt và biến động nhiệt độ. Nó được trang bị tấm chắn nhiệt tùy chỉnh và hệ thống tự động bảo vệ sứ mệnh khỏi ánh sáng mặt trời khổng lồ. NASA có những kế hoạch tham vọng hơn nữa. Vào tháng 12 năm 2024, Parker sẽ tiếp cận mặt trời với khoảng cách gần nhất. Nó sẽ di chuyển nhanh hơn bất kỳ vật thể nhân tạo nào đã từng di chuyển, với tốc độ 700.000 km một giờ. Tàu thăm dò sẽ chỉ cách bề mặt nóng rực của mặt trời 6,1 triệu km. Nó giống như hạ cánh trên một ngôi sao. Các nhà thiên văn học đã so sánh cột mốc lịch sử sắp tới này với cuộc đổ bộ lên mặt trăng. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu chúng ta hạ cánh vào ban đêm. Chà, bạn nói đúng, đó là câu trò đùa cũ rích.